có hai bé không? Hai này là con của ai? Dạ, con của cô bên cạnh ạ. Rồi, chú Văn giới thiệu cho mẹ biết con tên gì, đâu và được tên gì? Dạ, thưa cha, con là Maria Huyền, hiện tại con đang ở thành phố Hồ Chí Minh, còn đây là cháu gái. Dạ, con tên là Maria Nga, ở Nam Định ạ. Con 19 tuổi. Dạ, thưa cha, con 32 tuổi. Rồi, hai cô cháu, hai dì cháu, chúng ta hai dì cháu được tên gì chia sẻ cho mọi người? Dạ, thưa cha, ơn lớn nhất của con và gia đình con đó là ơn nhận ra hồng ân của Chúa sau những biến cố của gia đình con. Cái biến cố gì con nói cho mọi người vắn gọn nghe. Dạ, thưa cha, năm 2015 và 2016 đó là hai biến cố lớn nhất gia đình con, đó là Chúa đã lấy đi hai người thân nhất của con, đó là em trai con và mẹ con. Thì trong cái thời gian đó con đã, sau khi mà mẹ con và em con mất thì con đã than trách Chúa, nhưng mà con tạ ơn Chúa vì con có một người mẹ có một đức tin kiên vững. Trong khi trong thời gian mẹ con nằm bệnh thì mẹ con, mặc dù mẹ con bị ung thư, mẹ con rất là đau đớn, nhưng mà không bao giờ mẹ con than trách Chúa một lời. Mà những lúc mà mẹ con tỉnh táo thì mẹ con luôn luôn là có cái đài thì mẹ con ngồi mẹ con hát. Dạ, thưa cha, đó là đài, những cái bài lúc đó thì mẹ con biết đến lòng thương xót Chúa, nhưng mẹ con không có cái đài, mà chỉ mẹ con chỉ có những bài hát về Thiên Chúa, thì mẹ con nằm mẹ con nghe mẹ con hát. Trong những lúc mẹ con tỉnh táo thì mẹ con luôn hát. Thì có những lúc mẹ con đau quá và mất ý chí thì con đã than trách Chúa là lạy Chúa, tại sao mà mẹ con tín thác vào Chúa như vậy mà tại sao Chúa lại cho mẹ con một cái thánh giá lớn như vậy. Thì trong thời gian mẹ con nằm bệnh viện thì em con mất. Thì khi mà mẹ con về thì mẹ con không được nhìn em con. Thì sau 4 tháng sau thì mẹ con cũng qua đời luôn. Và con sau thời gian đó thì con đã mất đức tin. Tức là con trước đó thì con rất là sùng đạo, nhưng mà sau thời gian đó thì con mất đức tin. Thì thời gian đó thì con về, con và con lập gia đình, thì chồng con là một người ngoại đạo. Thì chồng con cũng là đồng đạo mới, nhưng mà con cũng tạ ơn Chúa là chồng con cũng có một đức tin rất là tuyệt vời. Là mọi sự thì anh luôn tín thác vào Chúa. Và khi mà tụi con về đến quê ấy, thì con đi thăm bà con họ hàng, thì con có nghe, con đi ra ngoài chợ thì con thấy mọi người có những cái đài chạy nghe giảng. Thì con nói là tại sao lại mang đài ra chợ nghe như này, thì con nói là tại sao lại có những cái đài mà nghe giảng như này. Thì con mới hỏi thì mọi người mới nói là đài này là đài của Cha Long ở trong giáo điểm Tin Mừng. Thì lúc đó con cũng chưa biết Cha ở giáo điểm Mừng, con chỉ biết được là ngày xưa Cha ở Chí Hòa. Thì từ lúc đó thì con mới chạy đến giáo xứ Chí Hòa. Thì con hàng ngày khi mà con đi làm về thì con ghé nhà thờ. Thì lúc đó là con đang bị mất đức tin, cho nên là con muốn tìm lại đức tin của con. Thì con khóc triền miên, tức là đi làm về chồng con, đầu tiên chồng con còn an ủi, nhưng về sau chồng con cũng nản quá, do là con khóc cứ ban ngày con đi làm tối về con khóc. Thì thời gian đó là con đến với Chúa, thì con nói chuyện với Chúa. Thì sau đó thì con tạ ơn Chúa là con lên mạng con tìm hiểu, và con đã nghe được những cái bài giảng của Cha. Rồi sau đó là Chúa đã cho con lấy lại được đức tin từ lúc đó. Và cũng từ lúc đó thì con cũng cháu gái của con này. Hallelujah. Ai mà cái quạt thì giờ ai không có thì vỗ ba cái tạ ơn Chúa nha. Ai có quạt thì giờ, ai không quạt thì vỗ tay ba cái. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy đây là một cái kinh nghiệm mà đúng với bài Tin Mừng ngày hôm nay, đúng lời Chúa ngày hôm nay, là Thiên Chúa không làm ra sự chết, nhưng mà Thiên Chúa mời gọi cho người ta về với Chúa. Lòng tin mình không vững cho nên mình bảo là Chúa cất hay là Chúa lấy hay là Chúa cướp mất người thân của con. Dù người thân của mình có sống đến 100 tuổi rồi có chết không? Rồi chúng ta dù là có thương người thân mình lắm, mình có sống mãi với người thân mình được không? Tất cả rồi cũng. Cho nên anh chị em nghe lời Chúa, để những biến cố mà chắc chắn xảy đến cho mỗi người, đó là người thân của mình qua đời, không sớm thì muộn, không già thì trẻ, không trước thì sau, qua đời. Chúng ta hãy đón nhận những biến cố người thân yêu mình qua đời giống như là dấu chỉ của hồng ân Thiên Chúa, chứ đừng coi như là một cái tai họa, đừng cho đó là một tai nạn. Mà thế gian này cứ nhìn cái chết với bộ khí u ám. Lời Chúa nói Thiên Chúa không vui thích gì khi mà thấy con người ta u ám u sầu vì sự chết. Thiên Chúa không vui thích gì,
Vì Thiên Chúa không tạo nên cái chết, Thiên Chúa giúp nên con người để được sống và được hạnh phúc đời đời. Rõ là như vậy. Một hình ảnh của Thiên Chúa, Chúa dựng nên theo một bản giống như hình ảnh bản tính của Thiên Chúa, thì làm sao mà Chúa muốn cho cái hình ảnh ấy bị tan nát, bị phá vỡ đi? Nhưng mà vì ma quỷ nó làm thôi. Vì thế mà anh chị em mình hãy tập là mỗi khi gia đình có đám tang thì đừng có làm cho cái bầu khí nó u ám, u sầu, u uẩn. Nhất là đừng đưa kèn lâm khóc về mà thổi suốt ngày suốt đêm, làm hàng xóm họ cũng khổ, người chung quanh cũng khổ, mình chết mà những người xung quanh cũng phải chết theo. Quá tôi kèn lâm khóc, đó buồn thì chớ lại càng nó não nề thêm. Rồi cái cờ phướn, cờ tang mình treo nó nhiều quá, nhìn chung quanh nhà nó u ám, u uất quá, chẳng thấy ánh sáng của phục sinh đâu cả. Tại sao mình không thay bằng một cái phướn hình lòng Chúa thương xót thật to, thật sáng và đặt quan tài ngay ở dưới chân lòng Chúa thương xót, phải đẹp không? Chỉ cần một cái nến phục sinh thôi, còn mấy cái liễn, cái chướng gì tím tím, đen đen, đỏ đỏ thì thôi cất đi để cho nhà mình nó được sáng lên, được rực lên. Một cái nến phục sinh. Chúng ta thấy hình ảnh Đức Cố Tổng giám mục Phaolô nằm chỉ có một cái cuốn sách tin mừng trên quan tài, một cái nến phục sinh thôi, không có gì khác, và dưới chân đầy lòng Chúa thương xót. Nó đẹp biết chừng nào. Còn anh chị em, hoa phúng điếu thì thay vì đó, bao nhiêu vòng hoa đó ta quy thành thóc đi để giúp cho người nghèo làm việc bác ái, và cái đó thì lời cầu nguyện nó đẹp gấp 100 lần vòng hoa, nó có hiệu nghiệm gấp 1000 lần cái phường kèn, nó có giá trị gấp 1 tỷ lần cái hội lầm khóc. Anh chị em nhớ phải sống lòng tin cho nó đúng như vậy, được không? Rồi, biến cố thứ hai. Dạ thưa cha, là sau khi mà con đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua những biến cố đó, thì con bắt đầu đi thì gia đình con bắt đầu là đến lượt cháu gái của con đây. Thì năm đó cháu đang học lớp 12, thì tự nhiên là chị gọi điện với cho con nói là sau cháu nó đi học là nó cứ bị xỉu liên tục, và mỗi lần mà cháu xỉu như vậy là khoảng chừng 3 tiếng sau cháu mới tỉnh lại được, và chân tay cứng đơ như một xác chết. Thì cứ đang đi học như thế thì nhiều khi chị đang đi làm thì chị lại phải chạy về, nhiều khi xỉu ở trên giữa đường thì mang vô bệnh viện, thì bác sĩ nói nó không có tìm ra bệnh. Thì sau đó nó mới chuyển lên thành phố chuyển lên Hà Nội thì khám bên bệnh viện Bạch Mai, và sau đó chuyển qua bên, người ta nghi ngờ là người ta chuyển sang cả bên tâm thần, và người ta nói là kết luận là cháu bị suy thượng thận và rối loạn thần kinh thực vật. Thì lúc đó là con đã biết đến lòng Chúa thương xót rồi. Thì thực tế là trước đó thì mẹ con luôn luôn lo lắng là chị gái của con là rất là khô khan và không bao giờ biết đến giờ kinh tối. Là sau đó là con mới nói là bây giờ là cầu nguyện lòng Chúa thương xót đi. Rồi sau đó là cháu con mới nhắn tin cho cha, và con có, chị con cũng có nhắn tin cho cha, và con có nhắn tin cho cha, thì sau đó đã được cha trả lời. Thì cháu con, tức là sau khi mà đi lên 2 tháng liền đi lên bác sĩ thì không có kết quả, cháu con vẫn bị xỉu liên tục như thế. Mà chị con rất là lo lắng, tại vì năm đó là cuối cấp và cháu con sắp sửa đi đại học thì không có kết quả gì hết. Thì con mới nói là cầu nguyện liên lỉ. Thì tạ ơn Chúa là trong gia đình của chị con thì có một cháu út, đó là cháu trai, mà cháu cũng rất là sùng kính Chúa, cho nên là cháu dục mẹ là buổi tối là mẹ con đi làm về thì cháu dục mẹ là mẹ cầu nguyện, đến giờ là mẹ cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thì sau đó thì cháu gái của con đây, lúc đầu cháu cũng rất là cứng lòng tin, cháu không có tin. Nhưng mới đầu con có tin hay không? Dạ con cứ thật lòng đi. Con cũng tin nhưng mà không được tin trong lắm ạ, mạnh mẽ lắm ạ. Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra? Dạ, sau đó thì sau khi mà cầu nguyện lòng Chúa thương xót được trong vòng 1 tháng thì cháu con nói là, tức là dần dần cháu con hồng hào trở lại. Lúc đầu tiên là sau khi cháu con bị là da rẻ xám hết lại, thì sau đó là sau 1 tháng sau thì cháu nói với con là dì ơi, con được ơn Chúa rồi, con đã khỏi bệnh và cháu không còn bị đau đầu và không bị xỉu như lúc trước. Và cho tới bây giờ là hơn 1 năm nay cháu con đã học đại học và hiện tại giờ đang đi học rồi và không còn bệnh và không phải uống một viên thuốc nào nữa. Vậy con đã tin vào Chúa chưa? Dạ, con tin rồi ạ. Con tin chưa? Rồi ạ. Tin chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, có nhiều người họ cũng vẫn ngày như ngày hôm nay, như là cô bé này, cũng không tin đâu. Cũng không tin đâu. Giống như là người nhà của ông Zaya.
người nhà của ông ấy cũng không tin đâu, con bé nó chết rồi mà ăn thua cái gì nữa. Giống như là những người mà Lazaro mà chết rồi mà Chúa đến, mắt ta bảo thầy cũng đến sớm đi. Còn những người khác, thưa thầy trễ rồi, đã 3 ngày rồi, đã có mùi rồi. Chúng ta thấy không? Chúa cứ để cho con người ta phải trải qua những thử thách. Con người ta có tin hay không tin. Cái người phụ nữ ấy, Chúa để cho 12 năm trời thử thách, chứ đâu phải đùa. 11 năm Chúa chữa được chưa? Được, nhưng mà Chúa để cho tới 12 năm. Cái người con gái của cái ông Gia này, Chúa có bảo là ông đi về đi chữa con gái ông khỏi được không? Được không? Được không? Chúa có cần đến không? Giống như là thằng đầy tớ của con ông đại đội trưởng bài tin mừng ngày hôm qua, chúng ta nghe ông về đi, thằng nhỏ nó khỏi. Nhưng mà lần này Chúa lại chữa bằng cách khác, là đích thân đến. Nhưng mà khổ nỗi Chúa thì cũng lắm chuyện lắm cơ. Nhà người ta thì con gái gần chết rồi mà không đi cho nó nhanh nhanh đi một tí, lại giữa đường lại còn cà kê gặp ngay cái bà 12 năm băng huyết, thì bảo lúc khác chữa được không? Được không? Được. Rồi để cho bà sờ chạm được bà khỏi, bà biến mất được không? Được. Mà lại phải lôi cổ bà ra, lại nghe bà kể một hồi. Mấy người đi theo Chúa có sốt ruột không? Có không? Thôi thầy ơi, Chúa tôi sắp chết rồi mà bây giờ đi mà còn hỏi thì cái bà 12 năm băng huyết mà bà có chết đâu, mà con nó chết nơi rồi thầy ơi là thầy. Chúa cứ đụng đà đụng đỉnh, cứ lừ đừ như ông từ vào đền. Thiên Chúa của chúng ta không cho ai điều khiển Ngài hết, dục tốc bất đạt. Giờ nào của Chúa chỉ có Chúa biết, và Chúa làm như thế nào cũng chỉ có Chúa biết. Anh chị em đến đây đừng có cứ khấn bảo thế cha con đến đây 3 lần mà chưa được, con đến đây 5 lần mà chưa được, còn cái con này nó mới đến lần mà nó được rồi, có người không đến lần nào mà cũng được. Chúa bảo đó là quyền của Chúa, đừng có bảo là đến đây rồi bắt Chúa phải chữa cho bằng được nhớ. Vâng ạ. Rồi đây cho tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tặng cho con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và tặng cho con một cái chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót. Quý trẻ ngày hôm nay nó không có chịu đeo chuỗi mà nó cứ đeo toàn đeo cái gì không à. Đây, đeo vào con nha. Rồi, nhớ là ra đi, con đang học đại học. Nhớ nhiệm vụ của con là đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho các bạn khác. Thay vì con tặng cho bạn mình quà sinh nhật, quà Tết, quà Noel, thì hãy tặng cho cái món quà là cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Nếu mà về giá trị vật chất có khi nó rẻ hơn một món quà, nó rẻ hơn một bó hoa, nhưng cái giá trị của nó là giá trị vô cùng, vì nhờ nó mà cô bé này đã được ơn chữa lành, nhờ nó mà cô này đã mất đức tin mà tìm lại được đức tin, tìm lại cái gì đã mất, cái quý nhất là lòng tin. Mà vì thử thách cô ấy không vững được, cho nên Chúa phải dùng cái máy 365 bài giảng này cho cô ấy nghe, để cô ấy vững tin vào Chúa hơn. Đó, Chúa chúc lành cho chúng con.